Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được con laptop Dell Vostro 5470 nha các bạn. Mã men của nó là DAZW8CMB8E1 Review E nha các bạn. Hiện trạng của con này là mình cắm nguồn và mình kích nguồn. Dòng nó sẽ ăn khoảng 0.10 mấy ampe nha các bạn. Là mình nghi ngờ là trên cái men này nó bị thiếu một cái nguồn nào đó ở phía sau nha các bạn. Đó, mình nghi ngờ là cái men này nó thiếu một cái nguồn nào đó ở phía sau. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem dòng của cái men này nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn. Rồi, các bạn quan sát cái đồng hồ VOM em nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình kích nguồn. Dòng ăn khoảng 0.15 ampe và đứng ở đây nha các bạn. Đó, dòng ăn khoảng 0.15 ampe và đứng ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đo. Cho các bạn xem là nó sẽ thiếu cái nguồn nào nha các bạn. Và mình tính tiến hành mình sửa chữa cái nguồn đó. Như vậy cái nguồn 1.05 sớt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xử lý cái nguồn 1.05 sớt. 1.05 sớt là tại cái con BU6 hả ta? BU6, BU8 nha các bạn. Đây là cái con BU8. Cái con này nó sẽ cho ra tại cuộn dây là BL1 đây. Đây là sẽ cái nguồn đây là cái nguồn 1.05 sớt nha các bạn. Đây là cái nguồn 1.05 sớt tại con BL1, cuộn dây BL1 này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tại đây xem cái nguồn 1.05 sớt có không nha các bạn. Bắt buộc cái nguồn 1.05 sớt có thì mấy cái nguồn phía sau, cái nguồn ren nó sẽ mở nha các bạn. Các nguồn 3V ren, 5V ren, 1.05 ren nó sẽ mở ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi mình kích nguồn lại nha các bạn.
không có nguồn 1.05 sết nha các bạn, không có nguồn 1.05 sết. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tại cái con BU8 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kiểm tra tại con BU8. Xem các điều kiện tại cái con BU8 này nó có ok không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái chân số 5 của cái con BU8 nha các bạn. Rồi mình sẽ kiểm tra tại cái chân số 5. Đó là nó đưa vào cái con BC84 nha các bạn. Đó, xem cái nguồn cấp cho cái con IC này có chưa hay sao nha các bạn. Cái nguồn 5V. 5V AC nó sẽ cấp vào đây. Ở đây thì mình xem coi có cái nguồn cấp nó vào chưa nha các bạn. Nguồn nó sẽ có sẵn đây. Wow, như vậy là cái nguồn 5V AC nó có vấn đề nha các bạn. Cái nguồn cấp cho con IC này đang có vấn đề nè, các bạn quan sát cái đồng hồ VOM của mình. Đây mình sẽ đo vào cái tụ BC84. Đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo vào cái tụ BC84 nè. Đó, các bạn thấy là nó chỉ có 0.9 nha các bạn. Đó, như vậy vấn đề nằm ở chỗ vị trí này. Rồi, bây giờ mình sẽ dò ngược lại. Như vậy là nó qua cái con BR1 nha các bạn. BR1. Rồi để mình dò con BR1 coi nằm vị trí nào. Bây giờ mình sẽ dò xem con BR1. Rồi, BR1 vị trí này nha các bạn, đây. Con BR1 là vị trí này. Vị trí này nha các bạn. Đây là vị trí của con BR1. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình đo tại vị trí này xem có nguồn 5V anh quê tới cho nha các bạn. 5V có trước á. Wow, như vậy là tại cái con điện trở BR1 này có vấn đề nha các bạn. Cái đầu 5V quê đưa vào nè, có 5V này nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ VOM của mình là nó có 5V. Phía bên đây còn có 0.9 nha các bạn. Để mình đo xem cái con này nó có vấn đề gì hay không nha các bạn. Con điện trở BR1 này là nó 10 ôm nha các bạn. Mình xem cái con điện trở này nó có vấn đề gì hay không. Wow, cái con điện trở này nó tăng chỉ số nha các bạn. Nó không còn 10 ôm nữa. Các bạn quan sát cái đồng hồ VOM của mình là nó không còn 10 ôm nữa nè. Đây. Đó, nó lên hàng ký rồi nha các bạn. Nó lên hàng ký, nó bị tăng chỉ số. Như vậy nguyên nhân là nó do nó tăng chỉ số con này. Bây giờ mình sẽ kiếm con một con điện trở khác mình thay vào nha các bạn. Và mình sẽ kiểm tra xem men có nguồn 1.05 sết chưa. Rồi. Mình đã kiếm được con điện trở 10 ohm rồi nha các bạn. Mình giờ kiếm được con điện trở 10 ohm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay vào vị trí này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay vào. Đó, và mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Coi cái nguồn 5V on way nó có chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem.
Rồi. Đó, mình sẽ đo xem có nguồn quanh xem tổng trở nó ok chưa nào. Rồi, tổng trở nó 10 ohm nha các bạn. Đó, các bạn quan sát đồng hồ của mình tổng trở nó 10 ohm. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Đó, mình đo xem có nguồn 5V anh quay qua chưa nha các bạn. Rồi. Ok. Có nguồn 5V anh quay nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ đo phía bên đây ngay cái tụ BC84 nha các bạn. Đó, mình sẽ đo ngay cái tụ BC84. Rồi ok, có 5V nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn. Đó, cho các bạn xem là máy có ra 1.05 sớt cho nha các bạn. Ô, men đã ăn dòng luôn nha các bạn. Ô, men lên 0.40 mấy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đo. Rồi như vậy là đã có 1.05 nha các bạn. Ok các bạn, như vậy đã có 1.05. Rồi, mấy nguồn phía sau đã mở rồi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gắn RAM xem có dòng boost hay không nhé các bạn. Đó, và mình sẽ gắn màn hình vào xem nó có xuất hình không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn lại xem. Rồi, máy có dao động nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào xem là nó có xuất hình không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ gắn màn hình vào. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn màn hình vào. Đó, các bạn quan sát xem là máy có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. À, rồi, như vậy là máy đã lên hình. Như vậy nguyên nhân là ở cái con Dell Watchtro 5470 này là nó bị lỗi cái nguồn 1.05 sớt nha các bạn. Sau khi mình xử lý xong cái nguồn 1.05 sớt thì máy đã xuất hình. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.